Các bạn thân mến, quay trở lại cùng các bạn ở trong buổi trưa ngày hôm nay Nếu như mà các bạn lên rồi thì hãy gửi lời chào tới chị nhá Trưa nay các bạn có đang được nghỉ ngơi không? Xin chào 100 bạn cho dù đôi khi em hay câu có em em Rồi có những lúc hạnh phúc như khóc hoa Chẳng cùng em nhớ đến những ngày hôm qua Mai đây đau thương anh thay cho em Thay bằng bình yên nơi anh không chút lem nhem Cho dù người thấy vẫn mãi cùng sống trời Ok xin chào 350 bạn. Ngày hôm nay ở trong phần phát trực tiếp này, à, chị sẽ cùng ngồi lại với các bạn để chúng ta xem lại về cấu trúc đề của kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Từ đó thì chúng mình sẽ có một cái sự phân bổ thời gian phù hợp và cộng với đó chị cũng sẽ cung cấp cho các bạn những cái kỹ năng để khi mà vào phòng thi chúng ta sẽ không bị bối rối và có thể là biết đâu những cái kỹ năng này sẽ giúp cho các bạn có được cái kỳ thi vượt qua kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia sắp tới thật là suôn sẻ thì sao, đúng không ạ? Rồi ok. Những bạn nào đang cần kỹ năng trong phòng thi và đang muốn chị hướng dẫn về phân bổ thời gian ạ? À? Có bạn nào đang bị bí ở việc phân bổ thời gian không? Xin chào các bạn nhá, xin chào các em. Thế à? Chị rất là cảm ơn Lan Anh. Chúc mừng em vì điểm 9 mà em đã đạt được ở trong năm vừa rồi và chị hy vọng là năm nay thì rất nhiều các bạn 2K2 cũng sẽ gặt hái được điểm 9. Ok không nào? Với khi em hãy câu có em em Và ngó những lúc hạnh phúc như khóc qua Chỉ cùng em nhớ đến những ngày hôm qua Ai đây đau thương anh thấy trước em Thay bằng người yên nơi anh không chút lên nhé Ok chưa nào? À, bạn nào ạ? À, bạn nào đang cần? Bạn nào đang cảm thấy là cái phần phân chia thời gian của mình còn rất là kém? và thậm chí là có những cái thời điểm mình làm bài thi thử mà mình còn không không làm được hết bài cơ. Có những bạn nào ở trên đây đang gặp vấn đề đó ạ? <laughs> Xin chào các bạn, các bạn ơi, quay trở lại cùng với chị nhá. Được không nào? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng vào vấn đề luôn nhá. Đợi chị một chút để lấy chị lấy một cái tờ giấy. <laughs> ok, xin chào các bạn. À em thường viết phần phân tích văn học không xong à? Ok, chị hiểu rồi. Ok, chị hiểu rồi. Ừ uhm, xin chào các em. 500 bạn chúng mình sẽ bắt đầu nhá. 500 bạn chúng mình sẽ cùng bắt đầu nhá. Phần đầu tiên chúng ta sẽ phân bổ thời gian trước. phân bổ thời gian bài thi ngữ văn trước được không nào nghĩ lâu quá à. thế thì không biết là có cách nào mà để cho chúng mình tức là giảm bớt cái sự gấp gáp đi không có cách nào để chúng mình giảm bớt cái sự gấp gáp đi không để chúng mình không bị rơi vào cái tình huống như thế nữa bởi vì là các bạn biết không có những cái trường hợp mà bản thân mình còn rất nhiều thứ muốn viết nhưng mà sau đấy mình lại cuối cùng ấy khi mà giám thị nói là cái điều đáng sợ nhất là khi giám thị nói là chỉ còn 5 phút nữa là sẽ đến giờ nộp bài. Xong rồi cái cảm giác ngồi trong phòng thi giống như kiểu là nước mắt trực trào ra ấy. Đối với một số bạn, rất nhiều bạn thì đó là cái nước mắt hạnh phúc bởi vì ôi, cuối cùng là mình mình cũng đã hoàn thành được cái bài thi văn mà mình đã nghĩ tới rất là lâu rồi. Nhưng mà cũng có những bạn thì kiểu cảm giác như tủi thân và trực trào nước mắt là vì Trời ơi, bây giờ mình vẫn đang ở phần thân bài của câu nghị luận văn học Và 5 phút nữa thì không đủ để mình làm bất cứ một cái gì cả Thế nên chị không muốn là các em sẽ rơi vào cái tình huống thứ hai Bản thân chị không muốn là các em sẽ rơi vào cái tình huống là Mình bị, kiểu như là mình bị tủi thân mà mình trào nước mắt vì Mình trào nước mắt vì cái việc là là mình không còn đủ thời gian để mình viết nữa ấy. Nên chị mong là, chị thực sự mong là các em sẽ không rơi vào tình huống như vậy, các em sẽ hạnh phúc vì mình đã hoàn thành được cái bài thi trung học phổ thông quốc gia trong cái thời, trong cái thời gian mà chúng ta có là 120 phút. Nhá, được không nào? Ok chưa nào? Ok chưa? Rồi. Nhá, tập trung. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với nhau, được không ạ? À? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng uh, chúng ta sẽ cùng bắt đầu với nhau. Trước tiên chị muốn các bạn nhìn vào trong cái cuốn xăng 8 cộng này của chị. Chúng ta thấy rằng là ở ngay trong cái phần đầu này ấy thì chị có đưa ra một cái cấu trúc đề thi cho các bạn ở trong này. Đúng không ạ? Chúng ta sẽ cùng nhìn lại cái phần cấu trúc đề thi nhá, để chúng ta biết là chúng ta sẽ phân bổ cái thời gian đó phù hợp như thế nào. Hãy nhớ rằng là mục đích của ngày hôm nay là không để giọt nước mắt hối hận tiếc nuối bởi vì là không đủ thời gian để viết mặc dù trong đầu mình vẫn còn rất nhiều kiến thức nên chị mong là chúng ta sẽ cố gắng nỗ lực ở trong ngày hôm nay cùng với chị trong phần phát trực tiếp này để bản thân chúng ta sẽ có được một cái sự căn chỉnh thời gian phù hợp và ở trong cái giai đoạn này thì các bạn sẽ bắt đầu luyện tập cho phù hợp ok chưa nào lưu ý giúp chị nhé trước tiên này chúng ta sẽ có phần đọc hiểu được không ạ à? đây gồm bốn câu hỏi nhỏ xoay quanh các nội dung phương thức biểu đạt biện pháp tu từ thao tác lập luận À, hoặc là có thể hỏi về nội dung của tác phẩm, đưa ra cái quan điểm về vấn đề được không ạ? Thì đây cái thời gian làm của chúng mình sẽ là từ 15 cho đến 20 phút. Tiếp tục này, cái công nghị luận xã hội là một đoạn văn 200 từ và cái phần công nghị luận văn học là một cái dạng đề về nghị luận văn học có thể nằm thuộc các dạng ví dụ như là phân tích, chứng minh nhận định, liên hệ hoặc là so sánh. Ok chưa nào? Và thời gian làm bài tối đa của chúng ta là 120 phút. Hãy lưu ý là phải trình bày khoa học Chữ viết rõ ràng, sạch đẹp Chỉ dùng một loại mực thôi ạ Và không để lại bất cứ cái ký hiệu bất thường nào trong bài thi Lưu ý giúp chị về cái này Ok chưa? Bây giờ chị sẽ hướng dẫn các bạn tỉ mỉ và chi tiết nhá Đây, chị sẽ hướng dẫn các bạn tỉ mỉ và chi tiết như sau Trước tiên này Chúng ta có phần 1 Đọc hiểu Được không ạ? Kim chỉ nam cho câu này của chúng mình là hỏi gì đáp nấy Ok chưa Và thời gian tối đa cho chúng mình Chị sẽ để mốc thời gian đây nhá 120 phút Ok chưa nào Khi mà nhận đề thi nhé, Khi mà nhận đề thi nhá Tạm thời úp đề thi xuống trong khoảng 10 giây giúp chị Được chưa Tạm thời úp xuống trong khoảng 10 giây giúp chị Ok chưa nào? Sau đó các bạn có thể nhắm mắt lại hít một hơi thật là sâu Để chúng ta chuẩn bị Bỏ cái đề thi ra, lật đề thi lên xem là vào cái phần gì Được không ạ? À? Cái động thái đó, cái động tác đó sẽ giúp cho các bạn có được cái sự bình tĩnh khi mà bước vào phòng thi Ok chưa? Lưu ý giúp chị nhá, hãy nhớ cái bước này nhá, không tốn nhiều thời gian của các bạn đâu ạ à. Chỉ tốn chừng 30 giây thôi, không tốn nhiều đâu Nên là trước tiên là các bạn úp đề thi xuống, khi mà nhận đề thi không phải xem ngay xem ngay bởi vì xem ngay nhỡ đâu vào cái tác phẩm mà các bạn chưa biết là các bạn kiểu Các em sợ hãi các bạn không kiểu cảm giác các bạn run run như này xong kiểu các bạn kiểu bật khóc luôn ấy Là bởi vì tại sao mình đã ôn tất cả các tác phẩm rồi mà bây giờ mình lại không nhớ ra được một cái gì Được chưa nào Ngoại trừ ngoài cái việc là chị đã nói với các bạn là phải ôn tập thật là kỹ Thì bên cạnh đó chúng ta khi mà bước vào phòng thi thì chúng ta phải cần có những cái kỹ năng cần thiết nữa Ok chưa thì trước tiên cái kỹ năng đầu tiên là khi nhận được bài Chúng ta sẽ úp đề bài xuống khoảng tầm 10 đến 30 giây Sau đó chúng ta sẽ bỏ lên Các bạn ơi không thả tim nữa lag lắm Các em đừng thả tim nữa nhá Tập trung vào xem thôi Sau khi mà gì ạ À sau khi mà xong Thì các bạn đặt đề lên và lúc đấy chúng ta đã tiếp nhận đề rồi Và hãy xem trước là cái câu nghị luận văn học của chúng ta vào đề gì Được không ạ à? Khi mà nhìn thấy cái câu nghị luận văn học của chúng ta vào đề gì rồi ấy Ngay lập tức gạch nhanh cho chị Hai ý sau một là về tác giả và thứ hai ghi cái năm sáng tác vào. Ví dụ nhá, đề thi của chúng ta vào bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh chẳng hạn, nhanh chóng gạch nhanh các ý về Xuân Quỳnh và nhanh chóng ghi luôn năm 1967 vào đây tránh trường hợp quên. Bởi vì là thường ấy, khi mà chúng ta tiếp nhận với bất cứ một cái đề nào thì chúng ta cũng sẽ có một cái phản xạ đầu tiên, được không ạ? À? Thì hãy nhanh chóng ghi lại cái năm vào bởi vì chị rất sợ là để để gọi là để một chút ấy. Gọi là ý là để một thêm thời gian một chút nữa là các bạn sẽ quên Và một lát nữa kiểu bao nhiêu những cái áp lực lo lắng nó dồn vào các bạn không thể nhớ ra được Được không ạ? À? Nên chị mong là các bạn sẽ ngay lập tức ghi cái này vào khi mà nhận được đề Ok chưa? Nhớ lưu ý điều này giúp chị nhá và gạch nhanh những cái ý ra Cái ý mà các bạn nhớ ra Tức là mình phát về đề trước Thì chị sẽ để cho thời gian đọc đề và phát cái đó ra cho các bạn là 5 phút Vậy là bây giờ chúng mình sẽ chỉ còn 115 phút thôi Đúng không ạ? À? Chúng ta chỉ còn có 115 phút thôi. Đi thi là phải có chiến thuật và bây giờ thì chị đang bày cái chiến thuật cho các bạn đây. Được chưa nào? Chị đang bày chiến thuật cho các bạn đây. Đây là các bạn phải lưu ý cái phần này giúp cho chị. Ok chưa? Nhá. Tiếp tục. Câu 1 như chị đã nói, phần đọc hiểu, chúng ta theo phương châm hỏi gì đáp nấy. Được không ạ? À? Và về phần trình bày, các bạn sẽ làm như sau giúp cho chị nhá. Câu này chị cho các bạn 15 phút. Được chưa? Vậy là mất 20 phút rồi đấy, chỉ còn 100 phút nữa thôi đấy. Ok chưa? Nhá. Câu này thì chúng ta sẽ chỉ làm trong khoảng thời gian 15 phút và chúng ta sẽ trình bày như sau. Được không ạ? À? Ghi phần 1 đọc hiểu bình thường. Sau đó câu 1. hai chấm. Ví dụ người ta hỏi về phong cách ngôn ngữ thì sẽ trả lời phong cách ngôn ngữ. Được không? là gì? hay chấm ra ghi ra. Được không ạ? À? Câu 2. Tương tự. Câu 3. Thẳng hàng nhau vào nhá. Câu 4. Thẳng hàng nhau vào. Chứ không phải là câu 1 ở đây xong tí câu 2 lại viết ra tận góc này xong lại câu 3 ra tận góc này, câu 4 ra tận góc này. Thế xong rồi hỏi là ơ thế làm thế để làm gì đấy? Sao tự nhiên lại viết chật nhau thế? Bảo chứ em viết thế cho ấn tượng. Ờ rồi, ok, ấn tượng xong rồi là hủy bài thi luôn được không ạ? À? không được viết theo cái kiểu là thể hiện cái cá tính riêng của các em là em ghi thế cho nó đặc biệt. 12 năm học em ấy có một cái cơ hội để em thể hiện trên cái bài viết văn của mình nên là em ghi dích chắc thế cho nó đặc biệt. không nhá. được không ạ? À? Lưu ý giúp cho tôi điều này, lưu ý giúp cho chị điều này. ok chưa nào? Lưu ý là đây, viết thẳng hàng nhau vào. nếu như mà bạn nào mà thích kể lề thì cũng kể lề được, không có vấn đề gì hết. còn không kể lề thì cứ bám sát cái tờ giấy thi cho chị. được chưa? Ok chưa? Chị lại quay trở lại một lần nữa cùng với các bạn là có nên gạch đầu dòng hay không ở trong cái phần đọc hiểu. Thì như chị đã nói đây là về cái phương diện trình bày mà đã về trình bày thì nó sẽ lượ... nó sẽ thuộc về cái phần quan điểm. Sẽ có rất là nhiều người nói rằng là nên gạch đầu dòng cho khoa học, nhưng cũng có nhiều người nói rằng là không nên gạch đầu dòng để cho cái bài thi bài trình bày nhìn nó sẽ đẹp hơn và nó giống một cái bài viết văn hơn. Thế nên là mỗi người sẽ có một quan điểm và chị và chị sẽ không áp đặt các bạn về cái này, được không ạ? À? Chị sẽ không áp đặt các bạn về điều này. Được chưa nào? Nên chị muốn là các bạn sẽ tự chủ động trong phần trình bày Còn đối với bản thân của chị thì chị sẽ không vạch đầu dòng Đấy là về về phía chị Về phía quan điểm của chị Ok chưa nào? Lưu ý đây này giúp chị nhá, xong chưa? Ok chưa? Nhớ câu 1 chưa? Và hãy nhớ là hỏi gì đáp nấy đi thẳng vào câu hỏi Ví dụ cái câu số 4 người ta hỏi là Anh chị có đồng ý hay không đồng ý Thì nói luôn là em tôi đồng ý hay là tôi không đồng ý Ok chưa ạ? Tôi đồng ý hay tôi không đồng ý Nói luôn hay là người ta bảo rút ra thông điệp thì suy ra luôn là Thông điệp rút ra được từ văn bản là hai chấm Rút ra luôn Chứ không phải lan man dài dòng Nhiều anh chị nhá là viết cái câu này này Viết thành một đoạn văn luôn Thế thì thôi chị cũng chịu đấy Ok đúng là cái hình thức đoạn văn thật Nhưng mà nó chỉ độ 5-6 dòng là cùng thôi Không nên quá dài nhá Được chưa nào Đồng ý với chị câu đọc hiểu chưa Có gì cần hỏi không Bản thân chị thì nghĩ là Các em nên viết bút bi cho nó lành Tại vì là bút nước này các bạn hay bị nhòe chữ á đây ví dụ các bạn đang viết được thế này xong các bạn tự nhiên va tay vào đấy có phải nó nhè rất là xấu không Và bản thân các em thì chắc chắn là các em cũng không thể nào có được cái sự cẩn thận thế bây giờ có phải tự nhiên viết bút nước thế này nhá xong tự nhiên các bạn chạm tay vào có phải là nhòe ngay bẩn ngay bài không thế xong lại viết lại à hay là sẽ cảm thấy rất bứt rứt về cái việc là ôi trời ơi bài của mình sao lại bị như thế này sao lại có một vết nhơ như thế này kiểu vậy được chưa ạ hay là lưu ý với chị về cái điều này nhá Ok chưa? Lưu ý chưa? Ok xong cái phần đọc hiểu nhá Hãy nhớ là hỏi gì đáp nấy Ok chưa ạ? À? Hỏi gì đáp nấy đi thẳng vào câu hỏi và trả lời đúng vào trọng tâm Được không ạ? À? Trả lời đúng vào trọng tâm cho chị ở trong đây 1.000 bạn đang xem phần livestream này Nếu như mà vẫn còn phân vân về cái việc học văn Phân vân về cách trình bày về mọi thứ Tham gia ngay khóa học 10 ngày cuối cùng cùng với chị Hiên Đây sẽ là cái khóa học tổng kết và chốt cuối cùng Coi như là một cái cơ hội cuối cùng Để các em học cùng với chị Và cơ hội cuối cùng để các bạn ôn văn Được không ạ? À? Một nghìn bạn đang xem Cơ hội cuối cùng để các bạn ôn văn Ok chưa nào? Mong là các bạn sẽ có thể đăng ký cái khóa học cuối cùng này Coi như cho mình thêm một cái cơ hội Để giành cái số điểm văn cao hơn Được chưa nào? Xong nhá Tiếp tục Câu 2 phần 2 phần này mới là quan trọng này Vậy là chúng ta đã mất 20 phút rồi Chúng ta đã mất 20 phút rồi các em ạ à. Bây giờ thời gian còn lại của chúng ta Là 100 phút nhưng mà chắc chắn rằng là chúng ta phải dành ít nhất để 5 phút để kiểm tra. Đúng không? Chắc chắn mất thêm 5 phút để kiểm tra lại bài. Ok không ạ? À? Hãy nhớ giúp chị một điều là gì? Hãy nhớ giúp chị là gì? Phải dành thời gian để đọc lại bài, bởi vì rất là dễ có cái trường hợp là gì ạ? Rất là dễ có trường hợp là các bạn ví dụ cái phần đọc hiểu này nhá. Ví dụ cái phong cách ngôn ngữ này các bạn vẫn đang phân vân. Thế là các bạn mới bảo là thôi mình sẽ để lại ở đây. Để một lát nữa mình sẽ quay lại mình trả lời Phần cuối giờ mình sẽ quay lại để trả lời Kiểu vậy, đúng không? Nhưng mà nhiều khi là mình đang viết phần kết bài cái kia mình quên đấy Mình dối đấy, mình quên Đấy phải không ạ? Thế là mình quên xong Thế là cuối cùng là cái phong cách ngôn ngữ này là không có thời gian kiểm tra lại bài á Vì không có thời gian kiểm tra lại bài Đây là mất điểm rất là đáng tiếc Hiểu với chị không? Nên dù như thế nào cũng phải để 5 phút Hoặc là tối thiểu là 3 phút để các bạn kiểm tra lại bài giúp cho chị được không ạ? À? Vừa xem chính tả, vừa xem diễn đạt, vừa xem câu phần đọc hiểu mình đã hoàn thiện hết hay là chưa hay là mình còn cách ra. Được chưa nào? Nhá, lưu ý giúp chị phần này nhá. Ok chưa ạ? Rồi, tiếp tục này. Quay trở lại, vậy là chúng ta chỉ còn ở đây là trừ đi 5 phút là còn 95 phút cho phần này. Đúng chưa? Rồi, câu 1, nghị luận xã hội. Nghị luận xã hội. Nghị luận xã hội. Được không ạ? À? Trong cái câu nghị luận xã hội này của chúng mình ấy. Chị cho các bạn tối đa là 20 phút. Được không? Tối đa làm trong 20 phút thôi nhá. Chị nói luôn này. Bạn nào mà làm cái bài này trong 30 phút là kiểu gì câu nghị luận văn học cũng sẽ thất bại. Tin chắc luôn. Kiểu gì cũng sẽ thất bại các em ạ. À. Nếu mà các bạn làm cái bài nghị luận xã hội trong 30 phút mà các bạn bị lố thời gian như vậy, chắc chắn các bạn sẽ thất bại. Kiểu gì cái phần nghị luận văn học các bạn cũng viết sơ xài Chị cam đoan với các em luôn Được không nào Nên các bạn đừng có nói là không Em viết nhanh lắm, em vẫn viết đủ, chị yên tâm đi Nên là em uh, viết cái câu nghị luận uh, xã hội này 30 phút cho nó cẩn thận Cứ xem, xem chị nói có đúng không Được không nào Cái này là chị đã nghiên cứu rất là dễ rồi Nên chắc chắn là các bạn chỉ được viết trong khoảng thời gian này thôi Vậy thì rõ ràng nếu như mà 20 phút ấy, Là chúng ta không thể nào có cái thời gian nhiều để chúng ta suy nghĩ được em ạ à. Không thể nào có nhiều thời gian để suy nghĩ được Ok chưa nào? Nên chắc chắn là các bạn sẽ phải làm trong khoảng thời gian này thôi giúp cho chị Và chúng ta thấy rằng là cái đoạn văn nghị luận xã hội này 200 chữ Nhưng mà đừng có dạy mà ngồi đếm 200 chữ Ok chưa? Các em ước lượng giúp cho chị Nó sẽ là 2 phần 3 mặt giấy thi Ok không? Tầm đó là ok rồi các em ạ à. 2 phần viết đến 2 phần 3 mặt giấy thi thôi giúp cho chị nhá Được chưa nào? Và chúng ta thấy rằng Hình thức của cái bài này là đoạn văn các em ơi Đúng không ạ? Thế thì đoạn văn thì chắc chắn nó sẽ có mở đoạn, thân đoạn và kết đoạn. Đúng không? Bố cục nó sẽ là một cái khối hoàn chỉnh như thế này. Đúng chưa? Thế thì các bạn có thể chủ động chuẩn bị những cái mở đoạn mà có thể dùng được cho mọi đề giúp chị. Thế thì bởi vì là sao các bạn sẽ không tốn nhiều thời gian nếu như mà lúc đấy khi mà gặp cái đề mà các bạn cảm thấy thân quen hay gặp cái đề mà các bạn bảo ôi, đây là sở trường của mình rồi, đúng không ạ? Thì chắc chắn là các bạn sẽ viết được luôn cái phần mở đề. Nhưng mà cũng có nhiều bạn đó vò đầu bứt tai 10, 15 phút trôi qua, 10 phút trôi qua, 15 phút trôi qua cũng chưa viết được phần mở đoạn của câu 2 điểm này. Thế là cuối cùng tức tốc tức tốc nghĩ ra được rồi thì đã mất 20 phút, kiểu gì cũng sẽ bị fail ở trong cái bài thi này. Được không ạ? À? Nên là hãy có cái sự chuẩn bị cho cái phần mở đề này trước. Có thể là trong lúc bí quá thì là dùng luôn cái đó giúp cho chị. Hiểu không? Hiểu chị chưa? Chứ không được để thời gian trôi qua một cách lãng phí. Tôi nhìn thấy đề nghị luận xã hội, tôi vò đầu, tôi bứt tai. Tôi gì ạ? À? à tôi hoang mang, tôi sợ hãi. Tôi không nghĩ ra được cái gì để tôi viết bây giờ cả. Thôi chết rồi, làm thế nào bây giờ? Trong khi người ta mở đề này chỉ bằng có 1 2 phút, mình đây mở đề bằng hẳn 20 phút thế thì kiểu gì mà trả thua người ta? Đúng không? Nên là hãy chuẩn bị sẵn những cái phần mở đoạn nếu trong trường hợp bí quá là mình bỏ ra để mình dùng đi thi là phải có chiến thuật chứ không phải đi thi mang cái tâm thế là ôi em sẽ đi thi bằng cái lòng nhiệt huyết của em em sẽ đi thi bằng sự tự tin của em ôi không các bạn ơi chúng được không ạ à? chúng ta phải có sự chuẩn bị kỹ càng nếu như các bạn vẫn còn nhớ thì Tổng thống thứ 16 của nước Mỹ Abraham Lincoln có nói một câu rất nổi tiếng rằng là Nếu như cho tôi 6 tiếng để chặt để đốn cây thì tôi sẽ dành 4 tiếng để mài dìu Vậy thì các bạn ơi hãy dành thời gian này để mài dìu cho thật sắc đi Vào cái là đốn được cây luôn Ok chưa nào? Nhá Ok chưa? Lưu ý giúp chị cái này tiếp tục này, phần thân đoạn thì cái phần này hãy nắm chắc về mặt phương pháp để còn biết viết ý nào trước ý nào sau. Ok chưa ạ? Và kết đoạn ở đây cũng nên chuẩn bị trước đi. Nếu như tự kết được thì là cái tốt, mà nếu không thì còn có cái phương án dự phòng để thay thế vào. Ok chưa ạ? Lưu ý giúp cho chị cái này, nếu như muốn chị hướng dẫn cụ thể hơn thì tham gia khóa học 10 ngày ngay lập tức với chị được không nào? Mục kia mục tiêu là 8 cộng văn, nhanh chóng tham gia khóa học 10 ngày nhá. Hiện tại đang hơn 1000 đối thủ đang vẫn rất là nồng nhiệt để học cùng với chị, có vẻ như đang căng thẳng lắm rồi đây. Rồi, xong cái phần này, ok, chuyển sang câu 2 nghị luận văn học. Vậy thì trừ đi tất cả những cái thời gian tôi đã chi, hiện tại bây giờ câu nghị luận văn học tôi còn 75 phút. Ok chưa nào? Nghị luận văn học tôi còn 75 phút ok chưa còn nếu như mà ở phần trên mà các bạn sử dụng thời gian hợp lý hơn các bạn thấy rằng là mình tiết kiệm được nhiều thời gian hơn thì đấy là một cái điều rất là tốt được chưa nhá đấy là một cái điều rất là tốt ok chưa ạ lưu ý giúp chị này rồi đây nghị luận văn học ok chưa ạ nghị luận văn học của chúng mình là một bài văn các anh chị ơi được không ạ à? và tối thiểu hãy viết cho tôi một tờ giấy thi được không ạ à? Ít nhất thì các bạn cũng phải sang được đến tờ thứ hai chứ Thế không lẽ các bạn chỉ viết một tờ thôi à Hay là chưa viết hết một tờ Ít nhất là cái câu này nhá Đây là một câu của nghị luận văn học thôi nhá Là phải viết hết một tờ giấy thi Ok chưa ạ à? Lưu ý giúp chị điều này Được không Lưu ý giúp chị điều này Được không nào Được không nào Lưu ý giúp chị rằng là ít nhất chúng ta phải viết được một tờ giấy thi Nhá Lưu ý Lưu ý Ok chưa Chúng ta sẽ chú ý ở đây Bài văn thì sẽ bao gồm 3 phần Đó là mở bài đó là thân bài và đó là kết bài. Mở bài này chuẩn bị trước đi. Phần này chỉ làm trong 5 phút thôi. Viết luôn, vào cái thấy bài nào viết luôn. Ok chưa? Làm sao mà không học được? Thân bài gồm các luận điểm chia ra. Kết bài cũng 5 phút thôi. Chuẩn bị trước đi, hai cái này có thể chuẩn bị được trước này. Ok chưa? Lúc đấy thăng hoa thêm phát triển thêm cái gì thì phát triển này. Vậy thì cái này sẽ còn bao nhiêu? Cái này sẽ còn 65 phút cho các bạn. Được không ạ? À? Đấy là về thời gian nhá. Đấy là về thời gian, chú ý giúp cho chị. Ok chưa nào? Đấy, về thời gian phân chia sẽ là như vậy. Đề nghị các anh chị lưu ý giúp tôi. Và những cái gì cần chuẩn bị trước chị đã nói với các bạn là phải chuẩn bị trước rồi. Được không ạ? À? Những cái gì chuẩn bị trước như chị đã nói cần chuẩn bị là chị đã lưu ý ở đây đối với các bạn rồi, thế thì không có lý do gì mà các bạn lại không làm được. Được không ạ? À? Được không? Chú ý đấy, như chị đã nói ngay từ đầu rồi. Không phân chia thời gian nhá. Để rồi đến khi mà giám thị nói rằng còn 5 phút nữa mà hốt hoảng thì chịu luôn. Hai cái màu mực mà các bạn nên sử dụng, hai màu mực nên sử dụng đó là màu đen và màu xanh. Ok chưa? Trong bài viết chỉ sử dụng duy nhất một loại mực thôi. Được không ạ? Chỉ sử dụng duy nhất một loại mực thôi. Không phải là bài này em thích viết màu xanh cơ, bài kia viết màu đen cho độc đáo. Ừ, độc đáo xong rồi là khỏi mất bài luôn. Được không ạ? Không có điểm luôn. Chỉ sử dụng hai màu mực chị nghĩ khuyên các bạn có thể các bạn sử dụng thêm màu tím nữa. Nhưng mà chị nghĩ là hoặc đen hoặc xanh thôi. Nhìn cái với cái giấy trắng nó cũng sẽ đẹp hơn. Ok chưa nào? Lưu ý giúp chị nhá. Được không ạ? À? Lưu ý giúp chị nhá. Ok chưa các bạn? Vậy chị để làm tốt cái công nghị luận văn học này thì đây, học chắc về kiến thức nền. Học chắc về phương pháp, học chắc về kiến thức liên hệ mở rộng. Ok chưa? À có thêm những cái sự sáng tạo cho bài viết của mình với những cái cách hành văn mới mẻ và luyện tập nhiều để diễn đạt của chúng ta sẽ tốt. Đấy là những cái mà các bạn cần phải lưu ý để hoàn thành tốt cái công nghị luận văn học cho chị. Hai cái màu mực đen và xanh được không ạ? Nên viết bút bi để tránh trường hợp này. Ngoạch tay một phát vừa viết xong này. À đây, vừa viết tay xong, ngoạch cái. Đấy, bắt đầu rất là nhòe nhòe, rất là xấu. Ok chưa nào? nhá đúng rồi chỉ cần hai tờ thôi không nhất thiết là các bạn phải 3 tờ 4 tờ miễn là các bạn phải viết đúng viết xúc tích viết hay là ok hiểu với chị không ạ nhá lưu ý giúp chị phần này chưa lưu ý giúp chị phần này chưa chính xác thời gian mà ngồi đoán đề thì ôn tập đi được không ạ thời gian ngồi đoán đề thì ôn tập đi chứ lại còn cứ ngồi đấy mà học tủ chị không chị chị không bao giờ bảo học sinh của chị học tủ mà chị bảo học sinh của chị là phải ôn hết ok không ạ phải tập trung để ôn hết chứ không phải là để học tủ. Ok không? Làm gì có nhiều nhiều gọi là nhiều năm nay kiến thức có quá nhiều, quá nặng với các em đâu mà các em không học được. Thì tại sao các bạn lại làm như thế? Đúng chưa nào? Rồi các bạn ơi thì đấy là về cái phần chị hướng dẫn cho các em về cái thời gian, phân bổ thời gian này, cách trình bày này. Các bạn có muốn đặt câu hỏi gì cho cháu à, quên, chị xin lỗi. <laughs> có muốn đấy, cứ cháu cháu với cả em em đấy. Có muốn đặt câu hỏi gì cho chị không? Nếu không thì chị sẽ dừng lại cái phần phát trực tiếp ở đây nhá. Nếu không chị sẽ dừng lại cái phần phát trực tiếp của mình tại đây và chị hy vọng là sẽ sớm được quay trở lại cùng với các bạn ở trong những phần phát trực tiếp tiếp theo. Hãy nhớ là chị Hiên đang đợi các bạn ở trong khóa học 10 ngày đấy. Đừng có ngại ngần gì mà không đăng ký cái khóa học này để có cái cơ hội ôn văn cuối cùng cùng với chị nhá. Đừng có đi xem bói, xem bói không giải quyết điều gì đâu em ạ, à, nhá. Rất là cảm ơn các bạn vì ngày hôm nay. Chúc các bạn sẽ có được cái thời gian chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi của mình. Hãy nhớ câu nói của Abraham Lincoln nhá. Được không nào? <laughs> Thấy mấy đứa nó cười chị à? Thỉnh thoảng chị phải nhầm chứ. Hãy nhớ câu nói của Abraham Lincoln. Ok chưa ạ? À? Đó là nếu như cho tôi 6 tiếng để đốn cây, thì tôi sẽ sử dụng 4 tiếng để mài dìu hãy sử dụng bốn tiếng đó thật hữu ích để khi mà vào cái công cuộc là chúng ta sẽ đốn được cây ngay nhá cảm ơn các bạn rất là nhiều xin chào và hẹn gặp lại các em à, muốn đăng ký khóa học thì các bạn sẽ nhắn tin cho admin fanpage học văn chị hiên nhá chị vừa ăn rồi kem ăn chưa chị vừa ăn cơm rồi kem ăn chưa sao thế mấy đứa kem ăn cơm chưa đăng ký khóa học thì các bạn sẽ nhắn tin cho admin fanpage học văn chị hiên nha đội ngũ admin đang hoạt động trực uh, trực uh, fanpage 24 mươi trên hai rồi các em cứ nhắn bình thường được không nào <laughs> Rồi rất là cảm ơn các bạn Hẹn gặp lại các bạn ở trong Những phần livestream tiếp theo Chúc các em buổi chiều vui vẻ nhá Bye bye